đặc sản gà móng đỏ các bạn ạ. Và ở đây là đứng rất nhiều, đứng nhiều vô kể luôn. Các bạn đi đường Bình Long các bạn sẽ thấy đứng đầy đường luôn. Chúng ta sẽ cùng đi tới quận Tân Phú. Tân Phú thì là một cái quận mà thuộc những cái quận gọi là nội thành của thành phố Hồ Chí Minh. Cũng rất là giao dịch bất động sản khá là sôi động đấy các bạn. Và Tân Phú thì có cái khu công nghiệp Tân Bình khá là nổi tiếng. Và tại sao lại là cái tên lại là khu công nghiệp Tân Bình trong khi nằm ở quận Tân Phú? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Tân Phú thì có tổng cộng là 11 phường, bao gồm phường Hiệp Tân, phường Hòa Thạnh, Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Phú Trung, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Thành và Tân Thới Hòa. Và cuối cùng là phường Tây Thạnh. Đây các bạn. Và chúng ta đang nhìn trên bản đồ ấy, chúng ta nhìn thấy đây là chính là cái phường Tây Thạnh mà có khu công nghiệp Tân Bình đấy các bạn ạ. Đây chính là đường Tây Thạnh đấy các bạn. Đường Tây Thạnh. Thì toàn bộ khu vực đây nó chính là khu công nghiệp Tân Bình. Cái phần đất mà không có màu đây là khu công nghiệp Tân Bình. Và đường Tây Thạnh này nối từ đường Trường Chinh đi vô. Ở bên kia thì nó chính là quận Tân Bình. Thì bên này là quận Tân Phú rồi các bạn ạ. Và đi vô trong này là đường Lê Trọng Tấn. Đây. Đây là phường Tây Thạnh. Phường Tân Thế Hòa. Đây các bạn. Và có một cái phường là phường Sơn Kỳ và phường Tân Quý. Thì phường Sơn Kỳ, phường Tân Quý giáp với lại Bình Tân. Và mới đây thì chúng ta cũng biết là Bình Tân là đang có cái dự án là giải tỏa, di rời toàn bộ cái nghĩa trang lớn nhất thành phố, đó là nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Thì nghĩa trang Bình Hưng Hòa nó ăn với Bình Tân, nhưng mà nó giáp với lại hai cái phường này, phường Sơn Kỳ và Tân Quý của quận Tân Phú. Đây chính là đường Bình Long này các bạn này. Ở đây nó có một cái đặc sản. Đây các bạn, phường Sơn Kỳ và phường Tân Quý. Đây, phường Tân Quý khúc đoạn Bình Long này, giáp với lại đây, đường Bình Long mở rộng lên tới coi như là 30 mét. Và dọc đường Bình Long dài mấy cây số này thì nó có một cái đặc sản, đó là đặc sản gà móng đỏ các bạn ạ. Và ở đây là đứng rất nhiều, đứng nhiều vô kể luôn. Các bạn đi đường Bình Long các bạn sẽ thấy đứng đầy đường luôn. Và quận Tân Phú thì có một cái mall rất là nổi tiếng, đó là Aeon Mall. Thì siêu thị Aeon Mall khu vực đó thì đây chính là cái đoạn này này các bạn này. Đây thì cái quy hoạch của khu vực này á, là rất đặc biệt các bạn nhé. Đây chính là cái đường Sơn, đường Tân Kỳ, Tân Quý đây. Thì cái đoạn mà Aeon Mall nó nằm khúc này ăn về phường Sơn Kỳ. Đây nó có một cái đảo, đảo trong này có mấy căn căn nhà và chung cư. Đấy, là nó mỗi cái khúc đó là coi như là nổi bật phát triển đường lớn. Và ngoài ra thì còn có chợ Sơn Kỳ. Chợ Sơn Kỳ thì người Bắc rất nhiều, rất đông các bạn. Đây khu vực đây này, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, đây các bạn này, khu vực này là toàn bộ người Bắc, không không có người Nam mấy đâu, ít người Nam lắm, là toàn bộ người Bắc và chợ người Bắc luôn. Phường Tân Quý đây. Đây Tân Quý, Tân Kỳ, Tân Quý. Thì cái khúc này quy hoạch đường thì mà đặc biệt Tân Phú có một cái tình trạng, đó là cái đường lớn, đường nào cũng thế bị kẹt, kẹt xe rất nghiêm trọng luôn các bạn ạ. Vì khu công nghiệp Tân Bình rồi là đi về Bình Tân thì các khu công nghiệp xung quanh ấy, nó làm cho cái lượng lao động tại khu vực này nó đột biến, rất kẹt xe. Và đường xá thì hiện trạng đang rất nhỏ, nhưng mà cũng ở lâu thành quen nên là di chuyển khu vực Tân Phú đa phần người ta đi đường hẻm hết các bạn, đi hẻm tắt, đi đường tắt chứ đi đường lớn, đi đường trục chính là chết, kẹt vô cùng, kẹt không lối thoát, kẹt bất chấp giờ giấc. Và cái khu công nghiệp Tân Bình ấy, là lý do tại sao mà lại tên là khu công nghiệp Tân Bình mà nằm ở Tân Phú ấy,
thì các bạn biết ngày xưa Tân Bình, Tân Phú, mà Bình Tân là một quận, và mãi đến sau này thì mới tách ra, 2011 mới tách. Và cái khu công nghiệp Tân Bình đã có từ thời đó rồi, ngày xưa đặt tên là quận Tân Bình, và nó là địa danh, nó là một danh từ. Chính vì vậy khu công nghiệp Tân Bình không đổi tên. Và bây giờ sau khi đã chia lại, sắp xếp lại quận thì nó vẫn thuộc cái khu vực là quận Tân Phú. Đây các bạn nhé. Đây, phường Tân Sơn Nhì. Các bạn. Tân Sơn Nhì thì có cái đường đường tên là đường Tân Sơn Nhì luôn, thuộc phường Tân Sơn Nhì. Đây, cái đường Tân Sơn Nhì thì là khúc này nó cũng có nhiều cái club, quán bar, vũ trường. Ngày xưa là tụ điểm ăn chơi của quận Tân Phú đấy các bạn. Còn bây giờ thì chắc cũng bớt rồi. Đây các bạn thấy không? Đường rất chẳng chịt nha. Đường chẳng chịt lắm. Và đường nhỏ. Thì đường nào thì cũng có quy hoạch mở rộng hết thôi, chứ không có đường nào không có đâu. Đường nào cũng rộng hơn hiện trạng hiện hữu bây giờ đâu. Thì sau này các bạn mua bán bất động sản khu vực Tân Phú này, cái quận này là giao dịch bất động sản tương đối nhiều, thì các bạn phải đi check quy hoạch đi, kiểm tra quy hoạch đi, để xem nó có bị chỗ nào nó có bị dính quy hoạch thì chúng ta còn biết được, chúng ta còn trừ vào giá. Đây các bạn, Hòa Thạnh, Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, có khúc Phú Thọ Hòa này là đẹp này, quy hoạch rất đẹp, ô bàn cờ đâu vào đấy, đẹp thật. Đấy, cơ bản nó chỉ như thế thôi. Đây các bạn nhé. Rồi chúng ta có thắc mắc gì thì chúng ta cứ liên hệ trực tiếp với hotline 0903 95 4444 để được hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.